Hello nha anh em ơi, buổi chiều vui vẻ nha anh em. Tôi lên cái Honda Future X, xe đẹp quá anh em ơi. Xe này đẹp, và cái máy phải nói là máy gấu luôn nha anh em, máy gấu luôn. Đã dữ luôn. 2010 anh em ha. Coi cái vỏ là biết cái đát nè, mầm quá đẹp luôn. Mầm miếng cầm ốc đẹp. Đây quả đã luôn. Cho anh em coi đồng hồ trước này, hai chìa khóa nha anh em, hai khóa zin nha, 12.000 nha anh em. Bao anh em đúng đồng hồ nha, không có thua trôn nha. Bao da tay nào nguyên còn trên nè, cắt cỏ đẹp, thấy không? Zin hết, vỏ còn một cặp. Đây gương hậu, đây sổ luôn đó. Sổ vẫn sử dụng nè, gương hậu nè, da yên còn nguyên zin luôn, chưa bắn chưa lọp gì hết đó. Chưa bắn chưa lọp, chưa xẹp luôn. 20 nè, 20 cửa sau của nó đây. Dơ thôi anh em, dày lắm, nghe cái gió nè. Thấy không? Mâm đẹp luôn. Sơn nhông dễ gì luôn nha anh em. Để hồi cái gì mở này ra cho anh em coi luôn. Để nói làm luôn. Nguyên zin. Đúng chất xe nha em. Mở cho em coi hết, không có gì mà phải ngại hết. Xe này combo chưa mở luôn, trước chưa mở luôn. Chưa từng tháo. Quá đẹp. Đèn thui luôn. Máy gấu, không nhận xe này cái máy gấu. Đầy đủ phụ kiện luôn em ạ. Tay khóa hai chìa, sổ bảo hành, đèn mới tinh luôn. Máy quá máy luôn. Máy ác lắm nha em. Đầy đủ
cốt rồi đó, trắng tư rồi nè, trắng tư luôn ha. Đây có combo hơi xấu á, xấu từ khúc này ra nè, nó do mỗi người sử dụng thôi. Có nhiều người ta ít đi thiệt, nhưng mà mấy cái vị trí đó người ta không có lưu tâm á nè, không lưu tâm, không bảo quản, không chăm sóc á, thành ra nó vậy đó. Đó là chỉ cái bình thường, chỉ phá diêm như nè, phá diêm cầm cái là biết liền như nè. 700 quá dữ luôn. Đó, một cây gom chưa tuốt vỏ. Mở cho anh em xem trong trình dễ vậy nè. Xong dễ chưa có dặn nha. Đấy mà công mà em nói sao mà xe mà 12.000 mà thay nhông dĩa này kêu rồi cắt hiểu mất công. Quay nó chắc quá đẹp luôn. Chạy một cái là cảm giác sướng thế nào. 2010 rồi, giá xăm 4 triệu nha em. Anh em nào nghe gu thì alo cho phép nhé. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ nhé. Đây, chiều hoàng hôn quê hơn em, ngã ba tám ngón.